19 người đã bị thiệt mạng khi xe bus lao xuống khe núi ở miền Bắc Pakistan. Một chiếc xe bus chở khách đã lao xuống khe núi ở miền Bắc Pakistan hôm ngày 9 Tây tháng 3 và đã làm cho ít nhất là 19 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Phát ngôn viên của khu vực Gilgit, Baltistan là Faizullah Farab cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, song các nhân viên cứu nạn cũng đang làm việc tại hiện trường để giải thoát những người còn lại để đưa họ đến bệnh viện gần đó. Được biết thì những tai nạn như vậy thường xuyên xảy ra ở Pakistan do cơ sở hạ tầng nghèo nàn và các tiêu chuẩn an toàn không được thực thi, đặc biệt là cho những con đường núi. Farab cũng cho biết thêm, chiếc xe bus này đã đi đến thị trấn Skardu ở vùng Gilgit, Baltistan. Skardu đóng vai trò là cửa ngõ của K2, đỉnh núi cao nhất thế giới sau Everest, cũng là một phần của dãy Himalaya với số lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến thăm hàng năm. Skardu cách thủ đô Pakistan là Islamabad khoảng 240 km về phía bắc.